Đoạn video mở đầu bằng cảnh hai chú chó không rõ lý do vì sao đã lao vào tấn công con bò đực đang gặm cỏ bên vệ đường. Hai chú chó chạy đi chạy lại xung quanh, quấy nhiễu khiến con bò không thoải mái. Có lúc chú chó đã cố gắng cắn lấy tay và níu đầu của bò xuống, thì liền bị bò dùng sừng hất văng lên khỏi mặt đất, lộn nhiều vòng trên không trung. Lúc tấn công từ phía sau, hai chú chó còn bị bò đá thẳng vào mặt. Sau một lúc chịu nhiều đòn đau, hai chú chó dường như đã rút ra được bài học và dần dần từ bỏ ý định quấy rầy con bò đực to lớn. Hả? Cao thủ không bằng tranh thủ. Bác đã không cần thì em xin phép đi trước một bước. Nước đi này không ngờ đến luôn chứ gì. Quả là kém luôn. Thôi em xin phép lượn trước nha. Hôm rồi ta đã xa nhau. Kể từ đêm không còn sự hồn. Bà la, bất ngờ chưa bà già? Không ngờ tới chứ gì. Con phải trả cháu. Đã hở Fanti mà nó làm cho mấy cú kiểu này, chắc đoàn tụ với tổ tiên sớm á. Bà nhảnh chúng mày hơi bị lâu rồi đấy. Chợt về bước thương mơ. Rồi anh hứa như đắc mơ. Ơi, ngày nào vẫn hoang sơn. Ai kia mình giúp thì mình giúp sơ sơ, giúp phiền phiến thôi, quan trọng là tấm lòng. Đấy, các bác thấy đấy, đúng là pha hành động nhanh nhẹn và vô cùng ảo ma Canada. Sao mà ngờ được, ảo thuật gia cũng phải gọi anh bằng cụ nha, không cần phải cảm động quá đâu. Tôi vốn nhiệt tình mà, bờ rộ. Kiểu gì? Chơi bịt mắt bắt dê mà chơi kiểu này thì đun thêm mấy chục nồi bánh chưng nữa cũng chưa hết game nha. Toàn những bậc thầy trong làng ẩn thân chi thuật như này thì bà bị bịt mắt. Đúng là xú cà na. Dở cái nó lên xem có thâm không mà sao lại thâm độc quá vậy hả? Còn miếng lương tâm nào chết liền. Bà chị áo đỏ đúng khổ. Chắc tìm tới lúc lên cơn tiền đình, sang chấn tâm lý vẫn chưa bắt được móng nào luôn quá à. Ông anh kia cosplay người nhện nữa mới ác chứ. Trong không gian thật tiên lãng, hút thuốc nào nghề ăn. Hãy ném em cái điều cây. Làm thục nữ cả năm không ai biết. Một phút té ghế cả nước hay. Cú này chắc phải thốn tới tận rốn các bác ạ. À, nhức nhối tâm hồn luôn. Đúng là khi mình đã su cà na thì dù mình không làm cái mẹ gì cũng vẫn sẽ xui. Tao thấy mà tao tức cái lòng ngực á. Lo lắng nên anh cứ mãi lặng im. Nụ cười đã tắt, đằng sau cũng tắt. Ngày vì anh tắt nụ cười chỉ toàn nhân lấy nụ cười. Cười vì anh vô tâm. Sáng lắm trong môi em anh cũng tắt nụ cười. Chẳng ai ngồi đến sau cười vì anh đã sai nên anh cười ngược lại. Em cười là cười cái gì? Cười trôi mưa thấm cười nhau lạ lắm. Ôi trời ơi! Chà chà, được của ló thế nhờ. Nổ ngay cái địa chỉ để anh em tôi tới review đi. Có đồ ngon là phải biết san sẻ nha. Tôi năm nay cũng mấy chục nồi bánh chưng rồi, nhưng thấy mấy trò như này thì vẫn rất là mê nha. Con biết bây giờ mẹ
chờ tin con. Vui thôi đừng vui quá, vui quá là hóa su cà na. Nước đi này tại hạ không thể ngờ tới. Cái tỷ tỷ quá nhanh quá nguy hiểm, đỡ thế nào được. Vì quá lâu chi hay vì em đã yêu vội vàng. Vì cả tương lai nên là em ra đỡ không ba. Một nụ bóng thơ ngay đôi vai. Khi bạn gầm thấp nhưng thích những trò mang tính thách thức dành riêng cho mấy đứa gầm cao. Ai mà có dè, đời đâu như là mơ. Cố quá lại là thành quá cố ngay. Thôi thì lần sau tự lượng sức mình đi nhé ông anh. Ố dè quá rồi đấy. Khi bạn là con ghẻ của tạo hóa nhưng lại có đam mê ăn cắp vặt, tránh vỏ dừa thì gặp ngay vỏ dừa thôi ông anh ạ. Cứ sống tử tế lương thiện, có khi ông trời còn đổ cho mấy phát đây. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Là ngày buồn thúi ruột của anh sai áo xám. Ai cũng vui chỉ một người sầu như phượng héo. Nhìn cái tướng tá như này thì không biết anh là người yêu cũ của chú rể hay là của cô dâu thế nhỉ. Thôi người yêu cũ của ai thì cũng cay giống nhau cả thôi. Trên đời này còn trái gì đắng hơn cảnh người mình yêu sắp cưới đứa khen. Phải là bố thằng cay luôn chứ lị. Đôi khi cô đơn giết anh từng cơn. Em hỡi, bao nhiêu nước mắt để đôi mình yên bên. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.